Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại thì Diễn đang quay cái video trực tiếp tại xưởng bên công ty Diễn. Và cái video này thì Diễn muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị, anh chị khách hàng một cái mẫu cửa đi thông phòng nhôm Owin màu gỗ lim và sử dụng là bản khuôn bao là khuôn hộc dành cho tường 10 quý vị nhé. Và cái bản cánh này là một trong những bản cánh siêu to khổng lồ. Đây là một trong những cái phiên bản đang rất là hot năm 2022. Và điều gì đặc biệt ở trên cái bộ cửa đi thông phòng này thì Diễn muốn nhấn mạnh đến quý vị là tất cả cái hệ thống, cái phần trên cái vách cố định cũng như là cái phần cánh thì hiện tại là Diễn đang sử dụng là cái tấm nhôm liền nguyên khối. Quý vị có thể thấy là cái màu sắc, màu của nhôm thì rất, màu của cái tấm này rất là giống cái màu cửa. Và cái tấm này thì là tấm đặc nguyên khối quý vị nhá. Đó, hai cái bề mặt, mặt trước và mặt sau thì cũng sẽ có màu sắc như nhau. Đó, có màu sắc như nhau. Và cái tấm này thì hiện tại là Diễn đang sử dụng là tấm 1 phân, tấm 10 ly quý vị nhá, tấm 10 ly. Ở giữa này là nó là một cái lớp xốp chống cháy quý vị ạ, chống cháy lan. Đó, và nếu mà anh chị sử dụng cái hệ này để sử dụng chống cháy lan cũng rất là tuyệt vời. Trong trường hợp nhà anh chị ví dụ như có xảy ra cháy thì cái bộ cửa này nó sẽ cách biệt hoàn toàn, chúng ta sẽ không sợ nó bị cháy lan sang cái phòng khác. Đây là một trong những cái tính năng, một trong những cái sản phẩm mà Diễn nghĩ là rất đáng để anh chị đầu tư. Đó, và cái bản cánh của cái nhôm này thì cái bản cửa đi này thì quý vị có thể thấy là hiện tại là Diễn đang sử dụng là bản 160 anh chị nhá. Rồi, khi mà chúng ta nắp cái nẹp sập vào thì nó sẽ đủ là 16 phân anh chị nhá, 16 phân. Và thanh nhôm này thì đây Diễn sẽ đóng cái nẹp vào để quay cho quý vị cùng xem. Rồi, 160 anh chị nhá, 160. Và sản phẩm nhôm Owin cái bản cánh 160 có độ dày tiêu chuẩn là 2 ly quý vị ạ, 2 ly. Và hiện tại bộ cửa này thì Diễn đang thiết kế là mở quay một cánh có kết hợp vách cố định ở bên trên. Và cái khuôn này thì Diễn sử dụng cái khuôn phào ôm hai mặt quý vị nhá, khuôn phào ôm hai mặt. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời. Đây, phía bên này thì đây cũng đều là những cái sản phẩm Diễn đang sản xuất trực tiếp tại xưởng của bên công ty Diễn. Đây là một trong những sản phẩm rất là hot năm 2022 và là xu thế năm 2023 anh chị nhé. Nếu mà anh chị đang hoàn thiện nhà hoặc là chúng ta đang có kế hoạch xây nhà thì chúng ta có thể là cân nhắc tài chính để sở hữu những cái bộ cửa nhôm bản to. Đó, nhôm Owin bản to, siêu to khổng lồ như thế này. 160. Đây là một trong những phiên bản to nhất trên thị trường hiện nay quý vị nhé. Đó. Và đây là cái quy trình để chúng tôi vào cái tấm lá, tấm liền nguyên khối này quý vị nhé. Rồi. Đó. Chúng ta sẽ đặt nó vào và chúng ta sẽ ốp cái nẹp sập lại với nhau. Đó. Quy trình rất là tuyệt vời. Đó. Sản phẩm rất là đẳng cấp quý vị ạ. Tấm liền nguyên khối luôn quý vị nhé. Tấm liền nguyên khối. Rồi, Diễn nộp cái giấy bóng ở bên trên cái bề mặt này. Cái màu sắc nó rất là giống gỗ. Và cái bề mặt này là bề mặt bằng nhôm anh chị ạ. Bề mặt bằng nhôm rất là dày dặn. Khi mà chúng ta ốp cái nẹp phào vào thì bộ cửa này nó sẽ trở lên bệ thế và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đó, bên này thì Diễn cũng đang sản xuất rất nhiều những cái bộ cửa Owin. Đó. Phía bên này là một bộ cửa nhôm thủy lực. Bản là khuôn bao là bản 200 màu cà phê. Đó. Rất nhiều quý vị nhé. Rất nhiều sản phẩm đẳng cấp Diễn đang gia công. Ở phía bên này thì đều là những cái sản phẩm nhôm thủy lực Owin hết. Đấy. Bên này thì hệ chấn song đó. Hệ chấn song khuôn vào quý vị nhé. Phía bên kia thì cũng là một bộ cửa đi. Cửa đi. Phía bên này cũng là một cái bộ cửa đi Diễn đang sản xuất ở đây. Đấy. Còn nhiều những cái sản phẩm cao cấp nữa Diễn muốn chia sẻ đến quý vị, anh chị, khách hàng. Đó, và anh chị nếu mà chúng ta muốn theo dõi thêm được nhiều những cái video tuyệt vời nữa thì chúng ta hãy like và đăng ký kênh ở bên dưới để đón chờ được thật nhiều những cái video tuyệt vời tiếp theo quý vị nhé.
đây đều là những cái bộ cửa công ty đang sản xuất rất là nhiều. Cửa nhôm thủy lực mang thương hiệu Owin, bản khuôn bao là bản 200 quý vị ạ. Đó là những cái sản phẩm mới Diễn muốn chia sẻ đến anh chị khách hàng. Chúng ta có thêm những cái lựa chọn mới trong căn nhà của chúng ta. Và hiện tại sản phẩm nhôm Owin đang được phát triển rộng rãi trên toàn quốc. Nếu mà anh chị khách hàng chúng ta có nhu cầu muốn đặt gia công thành phẩm cũng như là anh em nhập nhôm về để sản xuất thì anh em có thể liên hệ số hotline ở dưới chân màn hình anh chị nhé. Đó, và công ty Diễn sẽ cung cấp nhôm và chuyển giao công nghệ quy trình sản xuất cho anh em trên toàn quốc. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin chào.